Vâng, 10 tỷ đồng nghe nó quá là xa xỉ phải không ạ? Nhưng mà nay nó còn zin nguyên bản 100% mà giá chỉ còn 695 triệu đồng thôi ạ. Và đương nhiên rồi, S500 hết bài rồi ạ. Đấy, các bác cùng ngắm chiêm ngưỡng nội thất em nó từ đằng sau này. Đẹp từ đường kim mũi chỉ nhá. Sâu sắc, chi tiết, mê hồ như nào thì các bác cùng ngắm và chiêm ngưỡng luôn ạ. Hoàn hảo luôn nhá. Và đương nhiên rồi, ghế chỉnh điện 3 vùng đập đập này. Sấy sưởi ghế đủ hết, làm mát ghế đủ hết nhá. Đấy, rồi chỉnh 3 lượt này rồi là tiếp tục là rèm điện rồi. Đương nhiên rèm điện rồi, một chạm thôi ạ. Một chạm đóng, rồi xịn xò. Tiếp tục một chạm là đóng kính. Và kính xe này kính 3 lớp nhá, cách âm cực tốt. Không còn gì để chê ạ. Đấy, các bác cùng nhìn này. 3 lớp này, rất là dày nhá. Gần như là chống đạn được luôn đấy ạ. Đấy, các bác nhìn này. Khi đóng lên này, tiếp tục một chạm nữa đóng rèm này. Tất cả là một chạm nhá. Và cửa bên này cũng sử dụng như cửa bên kia nhá. 4 cửa sử dụng như nhau nhá. Đây, các bác cùng nhìn em chỉnh này. Một chạm là xuống này. Yêu chưa? Xịn chưa ạ? Các bác xem kỹ nhá. Tất cả những tính năng trên xe hoạt động bình thường. Để các bác nhà mình đủ hiểu là con xe đắt, giá trị cốt lõi nó nằm ở những cái gì ạ? Những cái đơn thuần như này thôi ạ. Những cái đơn thuần như này nó còn hoạt động tốt thì chúng ta thử hỏi khung gầm máy móc nó còn đẹp như thế nào ạ? Nó chất lượng như thế nào ạ? Đấy, rèm sau em chỉnh này. Đấy. Vì đơn thuần là những cái trang bị đơn giản như này mà nó còn hoạt động theo thời gian vẫn ok thì máy móc khung gầm chúng ta nhìn nhận ra ngay ạ. Còn tốt hay không ạ? Giá trị hay không ạ? Đấy. Đấy, gập này, tất cả bằng điện hết nhá. Tất cả là bằng điện xịn xò nhá. Rồi em ngả hết cỡ rồi nằm này. Bơi ra ngủ này. Đấy, các bác nhìn em chỉnh này. Bơi ra ngủ này. Đấy. Rất ít xe Việt Nam có thể chỉnh được ghế sau và nằm ngửa ra như này nhá. Đấy. Thoải mái chưa ạ? Các bác nhìn này. Đấy, em chỉnh đầu, tiếp tục chỉnh đầu này. Rộng rãi chưa? Như này thì ngồi trên xe, con xe giảm xóc bóng hơi, loa Harman Kardon cực hay, như một nhà hát của những giấc mơ. Lái xe cách âm tốt, đi trời mưa bay bay thì các bác cuộc sống còn gì để hưởng thụ nữa đâu ạ. Cuộc sống cũng chỉ đến thế là cùng thôi các bác ạ. Đời người đôi khi cũng chỉ hưởng thụ đến mức độ như thế là hết bài thôi ạ. Đấy, giá trị 10 tỷ đồng nhưng mà nay với giá 695 triệu đồng thì bác nào cũng có thể sở hữu nhá. Tầm tiền vừa phải, giá trị cốt lõi vẫn vậy để có sử dụng nhá. Hai màn hình đáng yêu chưa này, phục vụ ông chủ và bà chủ này. Đấy, gương trang điểm này em đóng này. Đấy, rất chi là chiều lòng khách hàng. Đấy, hoạt động trơn tru nhá, từ đèn đóm rồi là những cái chi tiết nhỏ nhất, không hề hỏng hóc hay chập chờn một cái gì nhá. Đấy, bên này cũng vậy này, là mát ghế này. Đấy, rồi là chỉnh ghế, nhớ ghế đủ hết nhá. Hai bên như nhau nhá. Đấy, dòng này thì phục vụ chủ nhân là chính thôi, hàng ghế sau là chính thôi ạ. Và tiếp tục đây, điều hòa cổ sau. Đấy, là mát chuyên sâu luôn ạ. Dòng này thì có tính năng khử ion rồi ạ, nên là những cái luồng gió thổi vào là rất chi dễ chịu nhá. Có tiền nó vẫn khác ạ, có tiền cái điều hòa thổi vào người nó vẫn khác đấy các bác ạ. Nó không bị ô nhiễm như các bác mình đi xe bình dân đâu ạ. Đấy, rồi một chạm là đựng nước này để đồ hồ này. Yêu chưa, như máy bay, như trên máy bay đi ạ. Bác nào đi máy bay sẽ thấy như trên máy bay ạ. Còn gì để chê không ạ? Đấy, bác nào mà chê con này thì chỉ không có tiền mới chê thôi ạ. Không có tiền mới chê thôi nhá. Chứ con xe này thì em không dám chê đâu ạ. Thì hồi đấy 10 tỷ đồng em không dám nghĩ đến đâu ạ. Điều khiển, để điều khiển hai màn hình phía trước nhá, còn hoạt động đẹp nhá, điều khiển như mới nhá các bác nhìn này, như trên Boeing, như trên một chiếc chuyên cơ nhá. Đấy, một chạm đóng lên này, rồi tì tay để đồ tiếp tục này. Đấy, vật liệu xịn xò đắt tiền nhá, gỗ đắt tiền, gỗ xịn nhá. Rồi là hốc để đồ này, cái hốc này nó vướng cái sàn ba đêm hơi có cậy này. Hai ụ sạc để các bác sạc điện thoại nhá, đi đường xa nhá. Đấy, và chiếc xe này thì gần như là em quay để các bác
trải nghiệm thôi. Những bác nào trải nghiệm, yêu xe trải nghiệm thôi. Chứ còn những bác mà hỏi xăng ăn ít hay không thì không nên hỏi chiếc xe này của em nhá. Em quay kỹ đến mức độ như thế này chỉ để những các bác nào yêu trải nghiệm thôi ạ. Từ những cái chốt đóng cửa này và cửa hít, đương nhiên rồi, một chạm nhẹ nhàng hít đấy. Hỏng làm sao được các bác, hỏng làm sao được ạ. Đấy, nó còn như này cơ mà, nó còn hoàn hảo như này cơ mà. Và đằng trước các bác xem này, cái độ cách âm nó tốt thì tại sao ạ? Một gang tay ạ, một gang tay của em đấy ạ. Thân vỏ nó dày mức độ như này cơ mà. Giảm sóc thì bóng hơi, lái thì êm đấy, thì loa thì hay, thì góc của còn gì để chê không ạ. Đấy, rồi chất liệu này, các bác nhìn chất liệu này, gọn gàng chi tiết, từ đường kim mũi chỉ, gỗ rồi là inox pha vào gỗ, không thể chê được ạ. Đấy, từ những cái nút tất cả đều phay hết nhá, phay nhôm nguyên khối nhá, chứ không hề mạ đâu nhá. Nên là theo năm tháng 15 hay 30 năm vẫn vậy thôi nhá. Rồi làm mát ghế này, đầy đủ 4 ghế này, rồi ghế trước có thể chỉnh cho ghế sau này, không thiếu gì đâu ạ. Xịn sò rồi, cái dòng này xịn sò đắt tiền rồi. Các em quay giải thích để các bác mình xem thôi ạ. Bên em quay con này thật kỹ, nói hơi nhiều một chút, mất lòng thật, nhưng để các bác ở xa mua xe bên em có thể yên tâm để em ship vào ạ. Vì chất lượng em quay cũng chỉ đến chi tiết như mức độ như này là cùng thôi ạ. Đấy, da ghế này mỏng mỏng nhá, da bò Mỹ, không thể chê được đâu ạ. Đấy, đồ đắt đồ xịn thì các bác xem này, đến năm đấy năm nay vẫn vậy rồi, vẫn căng tròn thôi ạ. Đấy, rồi bản lề xe mẹc thì không thể chê được này, to trên này. Đấy, chỉ có trên xe mẹc mới có bản lề này thôi nhá. Đấy, tại sao nó đắt thì các bác phải nhìn chuyên sâu vào bên trong giúp em những cái đắt tiền của nó ạ. Những cái nào cho mình ạ, khi đi con xe này các bác có stress thì cái xe nó cách âm tốt, loa nó hay, lái nó êm, không có một tiếng động gì thì làm cho chúng ta có thể suy nghĩ được vấn đề sáng suốt hơn ạ, không bị ù đầu ạ. Đấy, nó đắt tiền, nó chuyên sâu những cái đấy ạ. Những cái đấy đôi khi các bác không nhìn nhận được ra đâu ạ, cái đồ đắt tiền của nó đâu ạ. Đấy, vô lăng này, sờ mát tay lắm ạ. Đấy, đến lái xe riêng cũng hưởng thụ chiếc xe này nhá, chưa nói chủ nhân nhá. Gỗ này, táp lô này, có chê được không ạ? Các bác nhìn này, chi tiết hộ em gái, nó mới như nào thì các bác nhìn giúp em gái nhá. Em ngồi đây em cảm nhận là vẫn còn thơm mùi da ghế nhá, vẫn còn thơm mùi da mới nhá. Mới mức độ như vậy ạ, nói hơi ngoa nhưng thực tế nó vẫn rất chi là thơm là mới nhá. Từ đường kim mũi chỉ các bác nhìn này, em quay nó mới, nó chi tiết như này ạ. Chứ cái này thì có, các bác có làm màu được không ạ? Đấy, những cái vân gỗ này, những cái inox nó ốp vào như này, nếu mà nó xấu thì mình có làm màu được không ạ? Nên tại sao con xe nó đẹp, nó đắt thì những chi tiết nhỏ nhất nó phải hoàn thiện hoàn hảo nhất có thể. Đồ đắt tiền đắt nhất trên thế giới, năm 2010 hãng đã đắp vào con xe này rồi. Nên là chất lượng nó vẫn là mãi mãi nhá. Đẳng cấp là nhất thời và phong độ là mãi mãi các bác ạ. Con xe nó bền, nó bị đồ nó tốt thì mãi mãi theo thời gian vẫn vậy nhá. Vô lăng chỉnh bốn hướng đầy đủ hết các bác nhá. Rồi là lim cruise control này. Và đương nhiên rồi, bên này là cần số điện và gầy số vô lăng. Tiếp tục vào màn hình, chúng ta sẽ thấy là xe chạy 12 vạn km zin, full lịch sử hãng nhá. Full lịch sử hãng các bác ạ. Chủ xe không có gì ngoài tiền. Và các bác nào con làm điện tử sẽ thấy con xe chạy nhiều thì cái đồng hồ, cái màn hình nó không được đẹp như thế này đâu ạ. Không được sáng được đẹp như thế đâu ạ. Đấy, tất cả đồ ốp trên con xe này là đều là nhôm phay nguyên khối nhá, chứ không có mạ đâu nhá. Thì các bác nhìn là nó theo thời gian nó vẫn mới như này ạ, vẫn mới rồi ạ. Rồi những phím ấn như nút đàn pia lông ạ, những phím ấn đúc nguyên khối, nhôm nguyên khối như phím đàn pia lông nhá. Đèn nổ sờ tốt đương nhiên rồi, xịn sò rồi. Đấy, tiếp tục gì ở đây ạ, đây là gì ạ? Đấy, đầu DVD 6 đĩa nhá, nghe nhạc được, xem video được nhá. Rồi ổ cắm SD này đầy đủ hết này. Đấy, 6 đĩa rồi mà. Đấy, tiếp tục đây là ổ cắm sạc đằng trước này, rất nhiều ổ cắm sạc nhá. Đấy, con này hai bình nên rất khỏe. Đấy, khốc để đồ này. Đấy, đấy, tiếp tục đây là phần những phím bấm ở phần rảnh tay. Đấy, rồi là đây là radio này, nút thoát này, cảnh báo này, gập ghế này, la vi này, chỉnh triệu lái này, 3 triệu lái em chỉnh này, S, M, C nhá, 3 triệu lái nhá. Cực kỳ khỏe nhá, máy 5.5 thì thôi khỏi phải nghĩ ạ. Các bác đạp thì gần như bốc đầu luôn ạ, dòng này đạp bốc đầu luôn ạ. Đấy, tiếp tục là chỉnh ghế này, rèm điện phía sau này, sau này là tắt mở loa này.
to nhỏ này tất cả là bằng phay hết nhá. Rồi là gọi cho lên trung tâm hãng mẹc 24/24 nhá. Đấy, xịn xò chưa các bác, nhìn những cái tinh tế nhỏ nhất nó rất là xịn ạ. Đấy, rồi là hốc để đồ này, vẫn còn giấy tờ của chủ nhân này, nguyên bản hết này, em chưa kiểm tra chủ nhân này, em mua về em quay luôn. Con xe này em muốn quay luôn, mua về quay luôn thực tế xe mua nguyên bản như nào để nhà mình cùng xem nhá. Gương chiếu hậu đằng sau là tất cả chống chói hết nhá, tự động nhá. Đấy, đèn đóm này, con xe này em quay nguyên bản để hướng đến khách hàng này. Con xe máy móc em mua về còn bụi bẩn nguyên, và sau đó em sẽ quay đến phần gầm để các bác cùng xem, cùng chiêm ngưỡng là con xe nó nguyên bản bên Thảo Nhi mua về thì gầm bệ nó đẹp như nào ạ. Đấy, em muốn hướng đến cho khách hàng nhà mình là một chiếc xe còn nguyên zin, khách hàng mua bên em mua về như nào thì để nguyên như vậy để khách hàng yên tâm không qua sở ba dọn dẹp nhá. Đấy, chiếc xe của em rửa ngay ạ, các bác nhìn những xe của em quay là rửa ngay nhá. Đấy, những tính năng như là nâng hạ gầm này, rồi là làm sóc cứng, sóc bền, sport này, cảnh báo vượt này, đấy, chỉnh màn hình hai bên này đủ hết nhá. Nâng hạ gầm, chỉnh bạo cảnh, làm phanh, sóc cứng, đấy, cảnh báo vượt đầy đủ hết, không thiếu tính năng gì đâu ạ. Đấy, xịn xò chưa, ốp vân gỗ đẹp chưa. Đấy, các bác nhìn này, các bác cảm nhận luôn giúp em là độ mới của nó ạ, cảm nhận luôn đi ạ. Đấy, có giữ không ạ, có đúng là xe chủ tịch tập đoàn không ạ. Đấy, mở cốp này, giấy tờ còn nguyên của hãng nhá. Đấy, xe nó đắt thì nhiều giấy mức độ như này cơ mà. Đấy, 4-5 loại 7 giấy nhá. Đấy, full lịch sử hãng nhá, xịn xò nhá. Nguyên zin nguyên bản 100% nhá. Cam kết con xe này em mua là máy móc nguyên bản, không đâm đụng, không ngập nước. Bác nào đến tìm ra lỗi em đốt xe luôn ạ, em cho xe luôn nhá. Đến mà phát hiện con xe này bị lỗi là bên Thảo Nhi cho xe đi về không mất tiền nhá. Đấy, bên phụ cũng chỉ như bên lái thôi ạ. Dòng này full bài nên là tất cả trang bị như nhau thôi nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ quay cho các bác xem em nó dài mức độ như nào ạ, bên ngoài nó đẹp như nào ạ. Đấy, con xe full bài thì độ dài của nó sẽ ở cái tầm như nào ạ. Đấy, gần 6 mét rồi mà, con xe gần 6 mét rồi mà. Đấy, các bác cùng xem này, cửa hít này, tất cả hoạt động bình thường trơn tru nhá. Đấy, dáng của em nó này dài chưa ạ. Em chưa quay một con sedan nào ở bước ra xa những mức độ như con này ạ. Lốp này, cùm phanh sáng bóng nhá. Đấy, để các bác xem là những chi tiết hay bị hao mòn nhất thì còn đẹp mức độ như nào ạ. Và đây, dài chưa ạ, phải lùi ra bao nhiêu mét mới có thể quay được chiếc xe này đây ạ. Dài, rộng, giảm sóc êm, cách âm tốt, loa hay, giá chỉ có 695 triệu đồng thôi ạ. Mercedes S500L sản xuất 2009, đăng ký lần đầu 2010. Xe này là form mới 2010 rồi nhá. Xe một chủ sử dụng từ mới, bác chủ nhân là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tại Vĩnh Phúc ạ. Bác nào ở Vĩnh Phúc thì đều biết chiếc xe này ạ. Vì bác đi từ năm 2010 nên bác nào cũng biết chiếc xe này nhá. Bác nào quan tâm, có người quen ở Vĩnh Phúc có thể hỏi chiếc xe này của bác Vinh, làm ở công ty làm tổng giám đốc công ty gạch ở Vĩnh Phúc nhá. Đấy, một chủ sử dụng từ đầu nhá, nguyên zin nguyên bản 100% đi ạ. Đấy, các bác nhìn yêu chưa, cái đẳng cấp của em nó vẫn như hồi nào, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi ạ. Các bác nhìn đèn của em nó này, sáng như pha lê nhá, sáng như pha lê ạ, không xuống cấp một tí nào ạ. Những cái giải đèn nét này, yêu chưa, mới chưa. Đấy, như pha lê ạ, đẹp lắm ạ, sáng bóng ạ, mới choang ạ, chưa hề xuống cấp một xíu gì nhá. Đấy, mặt ca lăng này, xoay gương được luôn này. Đấy, rồi là rửa đèn này, cảnh báo vượt xung quanh xe này, đủ hết rồi nhá. Các bác nhìn cái mặt ca lăng nó xoay gương đi đến đâu, xoay gương đến đấy này, mới chưa. Đấy, và bên này cũng vậy thôi, đẹp chưa, yêu chưa. Bác nào mà chê chỉ không có tiền mới chê chiếc xe này của em thôi nhá. Chứ còn con này là hàng thửa của em rồi đấy ạ. Hàng thửa, mua theo quan hệ, bác quý bác để cho thôi. Chứ thực ra những người có tiền người ta bán xe, người ta không quan trọng giá xe bán đi đâu ạ. Cái giá trị người ta sử dụng còn nguyên, nhưng người ta bán đi cho mình là người ta đổi xe người ta bán thôi, chứ giá trị không quan trọng đâu ạ. Nên cái giá trị các bác mua lại sử dụng vẫn còn nguyên nhá. Rất chi là tốt để những
người về sau sử dụng, giá trị vẫn vậy mà giá tiền thì còn rất là thấp rồi ạ. Chỉ bằng chiếc xe Vios bình dân thôi, nhưng mà vẫn trải nghiệm chiếc xe Mercedes S full bài đi ạ. Em nhắc lại là con này là S500 full bài rồi nhá. Các bác nhìn chiều dài cơ sở của em nó đủ yêu chưa? Đấy, vẫn cái form dáng hồi nào. Gặp ngoài đường là phải đuổi theo đi ạ. Gặp ngoài đường phải đuổi theo nhá. Gặp đã khó rồi, nhưng mà ngồi trên nó lại càng khó hơn ạ. Đấy, ngồi trên con xe này chỉ có đế vương thôi ạ. Gặp đã nào gọi là gọi một cái gì đấy suýt xoa rồi, nhưng ngồi trên nó mới là một cái gì đẳng cấp đấy ạ. Đấy. Và tại sao những con xe đời này chỉ có chủ tịch tập đoàn mới có thể có thôi ạ. Vâng nhá, không như Mercedes bây giờ thì rất chia đại trà nhá. Nhưng cái Mercedes đời 2010 này thì gần như chỉ có lãnh đạo cấp cao và những chủ tịch tập đoàn mới có thôi ạ. Đấy, và con này là không ngoại lệ nhá, của bác chủ tịch tập đoàn công ty nhá. Có lái xe riêng nhá, bảo dưỡng chính hãng đi 12 vạn zin nhá. Nếu mà bên em nói không đúng em đốt xe luôn nhá. Cam kết tất cả bên em nói ra đều thực tế và chi tiết nhá. Đấy, nó đẹp thì em quay những cái chi tiết trước sau, trong ngoài, máy móc gầm bệ nó phải đẹp ạ. Đấy, S500 cái chữ này nó 10 tỷ đấy ạ. Đấy, nhìn chữ này từ xa các bác đã biết là ngôi nhà di động rồi, một tòa nhà di động rồi. Đấy, đèn nét này vẫn còn đỏ nguyên nhá, chưa hề bạc xuống cấp nhá. Vì khi con lái xe riêng thì đi đến đâu là phải đỗ chỗ mát nhất, tốt nhất có thể, về nhà để gala mát nhất ạ. Và bảo dưỡng cũng bảo dưỡng ở chỗ tốt nhất có thể rồi đấy ạ. Đấy, lợi thế của lái xe riêng ở cái đấy nhá. Nên các bác nào mà mua mà xe có lái xe riêng rất là lợi nhá, vì cái độ giữ gìn của nó rất là cao nhá. Đấy, các bác nhìn này, giải đèn này, rồi là những cái cà lôm pha sẵn mà này, đẹp chưa, còn nguyên từ thời gian chưa, giá trị cốt lõi ở đây chưa đâu các bác, đúng không? Nội thất thì nguyên bản rồi, và giá trị cốt lõi thì vẫn nguyên si theo thời gian đấy ạ. Đấy, và sau đây em sẽ mở khoang cốp nhá. Cốp con này là chỉnh điện nhá, lên xuống bằng điện nhá, một chạm thôi ạ, là đóng một chạm là mở nhá. Cốp siêu rộng rãi nhá, cốp con này rộng rãi rồi ạ, nằm trong đây được đấy ạ. Đấy, rộng rãi nhá. Con này thì hốc thì gần như là để cốp để đồ, có thể để được hai bộ gậy gôn rồi, thoải mái cho anh gôn rồi. Sedan nhưng có thể để gậy gôn được ạ, rộng lắm ạ. Tiếp tục nổ sạc nhá, rất nhiều ổ sạc chiếc xe này nhá. Đấy, rồi cảnh báo này, khi vỡ lốp này. Đấy, đóng cốp, em đóng cốp một chạm này, chỉ bằng một chạm thôi nhá. Xịn xò chưa? Đấy, xịn xò chưa? Đấy, con xe nó đẹp, nó cứng. Hàng thửa thì muốn bán cho các bác nào yêu xe thôi, chứ bán cho các bác không hiểu về xe thì nó cũng mất cái giá trị chiếc xe đi ạ. Vì cái giá trị đồng tiền nó xuống, nhưng mà cái giá trị chiếc xe vẫn còn nguyên như hồi nào ạ. Vì khi con xe gặp được chủ nhân giữ, chủ nhân đi ít, chủ nhân yêu xe thì con xe nó vẫn vậy rồi ạ. Đồ tốt, đồ đắt thì đương nhiên phải bền rồi ạ. Đó. Đấy, hút khí tự nhiên nhá, hai bên xịn xò nhá. Đấy, đi dòng này thì khỏi nghĩ rồi ạ. Độ phê nè, đấy, tada cảnh báo đủ hết nhá. Đấy, và sau đây em sẽ mở này, mở lên các bác xem là con xe mua về năm 2010 như nào. Giờ em để nguyên nhá. Những xe khác bên em mua về hay rửa khoang máy, nhưng mà con này em muốn để nguyên cái giá trị của xe mua về. Để tại sao ạ? Để các bác biết là xe mua về em không qua dọn dẹp gì, thì khi quay phần máy nó bẩn, phần cầm nó sạch thì mình mới đánh giá được là con xe nó mới không ạ. Chứ bây giờ mà đã qua dọn dẹp rồi các bác không thể ngắm được xe cái bản chất thật của xe như nào thì cũng rất là khó, đúng không? Không tin tưởng bên em, đúng không? Đấy, vì mua xe đẹp nguyên sinh nguyên bản rồi thì mình không có gì để giấu ạ. Xấu một tí, bẩn một tí cũng được, nhưng mà khách hàng ngắm nhìn cùng thực tế, yêu em nó thì đơn giản thôi ạ. Đấy, em muốn là những khách hàng chơi xe muốn ngắm những chiếc xe nguyên zin nguyên bản, mua như nào về để nguyên như vậy nhá. Chứ rửa đi rồi nó mới thì nắm bác không thích đâu ạ. Nắm bác chơi xe dòng này thì rất chi là chuyên sâu nên không thích là xe mua về rửa, muốn để nguyên bản như vậy để quay ạ. Đấy, và Thảo Nhi đã làm điều này nhá. Làm điều này để các bác xem yên tâm nhá. Hôm nay bên em quay kỹ và nói cũng hơi nhiều, tại vì cái dòng này là dòng xe thửa, và xe này thì rất nhiều bác ở xa không thể về dưới Hải Dương của em xem xe được. Nên là em muốn quay con xe thật chi tiết, lâu một chút, các bác mất thời gian một chút, nhưng mà các bác nhận lại được xem con xe nó kỹ thì mình mua từ xa
cọc cho bên em ship đến thì con xe nó như vậy, mình đã xem hết từ trong ra ngoài, từ máy, từ gầm rồi, thì mình không còn gì để lăn tăn đâu ạ. Khi không còn gì lăn tăn rồi thì mua bán với nhau nó thoải mái ạ. Bên em muốn mua về một chiếc xe, tất cả xe mua về nó phải là hàng tuyển chọn, bán cho những người chơi. Bên em gần như là bán những chiếc xe là gần như toàn cho người chơi thôi ạ. Nên là chất lượng đầu vào mình tuyển chọn cực kỹ, cực kỳ kỹ nhá. Nên là quay kỹ một chút, các bác xem lâu một chút, nghe Thảo Nhi nói nhiều một chút cũng được ạ. Nói nhiều một chút nhưng mà nhận lại thì chiếc xe đẹp thì cũng xứng đáng thôi ạ. Đấy, và sau đây em sẽ quay phần gầm chiếc xe các bác xem nhá, là độ mới như nào nhá. Nói là phải làm ạ. Đấy, các bác nhìn này, gầm này, các bác xem nó như lúc xuất xưởng chưa ạ. Nói không phải nói ngoa chứ các bác xem cùng em ạ. Chê đi ạ, bác nào vào chê giúp em đi ạ. Đấy, mã mẹt còn nguyên nhá, tất cả mã số còn nguyên nhá. Bác nào vào chê giúp em là con xe nó xấu giúp em đi ạ. Đấy, nguyên zin nguyên bản 100% nhá. Bên Thảo Nhi đã dám cam kết con xe nó đẹp như nào thì các bác phải đủ hiểu chưa ạ. Cái gầm nó mới như nào ạ. Đấy, Oppo này, mới chưa ạ. Xịn xò lắm nhá. Đấy, hai bên này siêu, còn siêu mới, siêu đẹp nhá. Rồi những cái ốp cách âm chống ồn nhá, còn sáng nguyên nhá. Đấy, nó đẹp như này cơ mà. Em nên gầm, em quay các bác xem là cái độ uy tín của bên em tuyển chọn xe về cho các bác nhà mình chơi nó đẳng cấp như nào ạ. Các bác nhìn nó mới chưa ạ? Mới chưa ạ? Khi mà đã va chạm rồi, có đi vào gầm những chỗ gồ ghề cao thì những cái phần này nó phải móp méo ngay nhá. Nhưng mà không ạ, đây vẫn nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đấy, cái va chạm nó không nói, nhưng mà những cái con xe mà nó đi vào phần gồ ghề nó sẽ bị móp vào phần bô ngay ạ. Nhưng con xe này không hề có nhá. Đấy, tại sao em nói là hàng thửa? Hàng thửa ở đây ạ. Hàng thửa ở đây ạ. Từ những cái cốt nõi ở dưới ạ, từ những cái dễ bẩn thỉu, dễ xấu nhất đấy ạ. Và em cũng xin giới thiệu lại cho các bác nào quan tâm là chiếc xe này là Mercedes S500, sản xuất 2009, đăng ký đầu 2010, form mới 2010 rồi nhá. Bên em đang bán là 695 triệu đồng ạ. Bác nào quan tâm gọi cho bên em theo số 077 403 9999. Đấy. Đẹp như này rồi, chi tiết như này rồi thì không còn gì để lo lắng đâu ạ. Gọi ngay cho bên em khi đã yêu rồi nhá. À, xin chào các bác nhá. Quay kỹ đến mức độ này là cũng hết bài rồi ạ. Đấy, bác nào yêu thì vui lòng nhấc máy gọi luôn nhá. Chào các bác nhá.